Hôm nay, Ban Liên lạc Quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam-Lào huyện Gia Viễn tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam-Lào, mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2022, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào và 50 năm tham gia nhập ngũ quân tình nguyện Việt Nam-Lào. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh vì độc lập tự do của hai dân tộc. Cách đây 60 năm, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ vô cùng ác liệt, ngày 5 tháng 9 năm 1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện trọng đại này mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại huyện Gia Viễn, tháng 10 năm 2010, Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam-Lào của huyện được thành lập với 118 thành viên. Trong những năm qua, Ban Liên lạc đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của nhà nước và quân đội giải quyết các chính sách tồn đọng trong chiến tranh. Đối với quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế trên chiến trường Lào, tích cực tuyên truyền vận động các thành viên phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, gương mẫu trong chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với hội cựu chiến binh các xã thị trấn tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.